Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư từ đâu. Chúng ta đến với phần nhận định thị trường phiên ngày hôm nay. Như vậy ngày hôm nay thị trường có một phiên giảm khá mạnh, VN Index giảm gần 13 điểm với thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận thì khoảng gần 16.000 tỷ. Ngày hôm nay chúng ta thấy là có một cái điểm mà chúng ta không thích lắm, đó là cái việc sức mạnh thị trường chung chuyển sang trạng thái yếu dần. Đấy, và với cái tỷ suất bình quân lãi lỗ theo thanh khoản toàn bộ thị trường là âm 2% trong vòng một tuần. Như vậy chắc chắn là tâm lý tiếp theo của thị trường tôi nghĩ rằng là sẽ cần phải dành thời gian quan sát. VN Index ngày hôm nay lùi về quanh cái ngưỡng hỗ trợ Fibo 1.0 tương đương với đường MA 5 vùng 1125. Thế thì chắc chắn là sẽ có cái sự kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ này. Thế nhiều khả năng thì tôi nghĩ là có thể ngày mai sẽ có những cái cú hồi nhẹ, bởi vì là thanh khoản bán ngày hôm nay chúng ta quan sát là cũng không phải quá mạnh. Đấy, tuy nhiên là những cái cú hồi tiếp theo thì tôi nghĩ cái khả năng để bứt lên vượt đỉnh cũ, bứt lên vượt cái khu vực 1140 ngay trong ngắn hạn tôi nghĩ khó. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là sức mạnh thì chung yếu dần, cái thứ hai là chỉ báo đo động lượng stop RSI đang đảo chiều theo hướng tiêu cực. Như vậy nhiều khả năng nếu VN Index giữ được cái khu vực hỗ trợ 1125 thì để mà muốn đi lên được vượt cái vùng 1140 thì tôi nghĩ sẽ cần phải tích lũy thêm. Đấy, tích lũy thêm có thể 2, 3, 5 phiên. Đấy, còn nếu trong trường hợp cái vùng 1125 này không giữ được chỉ số thì có thể VN Index sẽ tìm về cái ngưỡng hỗ trợ sâu hơn là vùng đường 20, khu vực khoảng 1111. Thì tôi nghĩ là cái khả năng cao cái nhịp này rất là khó xuyên thủng cái vùng 1111. Đấy, còn liệu có cân bằng được quanh cái khu vực này và tổ chức được cái nhịp đi lên hay không thì tôi nghĩ là xác suất là 50-50, nên chúng ta sẽ phải quan sát rất là kỹ trong có thể phiên cuối tuần ngày mai, thậm chí là phiên thứ hai tuần sau, tức là cái lượng cổ phiếu khớp ngày hôm nay về buổi chiều thứ hai bán, xem là cái cung cầu nó gặp nhau như thế nào. Đấy, chỉ có cái tín hiệu tích cực là cái áp lực bán ngày hôm nay tôi đánh giá cũng không phải là quá khỏe. Chúng ta chuyển sang phái sinh. Ngày hôm nay thì sức mạnh viên 30 cũng lùi về trạng thái chờ xác nhận. Trong phiên thì có một số các cái điểm đóng lo. Chỉ số ngày hôm nay viên 30 F1M cũng không tránh khỏi bị áp lực bán. Thực ra hôm nay chúng ta sẽ phải dùng đồ thị 15 phút để chúng ta nhìn thấy rõ các cái điểm đóng lo. Đầu tiên là giai đoạn đợt trước đó thì VN30 F1M theo khung đồ thị 15 phút suốt từ giai đoạn tăng từ quanh khu vực 115 ấy, duy trì trên đường MA20 theo khung đồ thị 15 phút thì đến ngày hôm nay, tức là khung giờ 9 giờ 45 phút có tín hiệu đóng nến. Đấy, cả cái nến đóng dưới đường MA5 và đường MA20, tức là cái khu vực khoảng 1126. Như vậy là đầu tiên là phát một cái tín hiệu là đóng lại tín hiệu long ở quanh khu vực 1126. Đấy, kết hợp với yếu tố động lượng giảm dần. Sau đó ở tiếp theo ở cái khung giờ cuối giờ, gần cuối giờ là 14 giờ 15 phút tiếp tục có một cây nến đóng dưới đường MA100 và theo khung đồ thị 15 phút lại phát một cái tín hiệu là đóng long tiếp theo ở khu vực 1121. Như vậy là trong ngày hôm nay chúng ta có hai điểm đóng long, một là đóng long sớm ở quanh khu vực 1126. Đấy, một cái điểm nữa 1121. Trong các cái nhóm tư vấn ở đầu phiên thì chúng tôi thậm chí còn khuyến nghị khi đóng khi mà thủng cái vùng 1128. Đấy, bởi vì là có diễn biến khi mà không giữ được quanh cái khu vực MA5 và có những cái tín hiệu động lượng đảo chiều. Đấy, thì tôi cũng có cái khuyến nghị ở trong phiên, tại vì chưa cái diễn biến phái sinh nó cũng diễn ra rất là nhanh nên nhiều khi là chúng ta cũng sẽ phải cập nhật ở trong phiên giao dịch. Như vậy là với cái trạng thái như thế này thì khả năng cao VN30 F1M sẽ lùi tiếp. Đấy, nhưng mà chuẩn bị về cái ngưỡng hỗ trợ, chúng ta thấy là sắp tới về cái ngưỡng hỗ trợ Fibo 0.786 vùng 1114 thì sẽ có về đến đây, thì tôi nghĩ là có thể có những cái cú hồi lên, nhưng khả năng cao nhìn vào đồ thị 15 phút này thì khả năng cao cái kháng cự bây giờ sẽ ở cái khu vực khoảng 1121, nên nếu mà trong tình huống là anh chị nào mà chưa kịp đóng long ấy thì có thể cân nhắc khi lên cái vùng 1121 để đóng lại vị thế long. Đấy, còn định mở short hay là định mở long tiếp thì theo tôi là phải chờ cái tín hiệu xác nhận bên sức mạnh viên 30. Đấy, nếu mà quay trở lại được trạng thái mạnh dần thì có thể chúng ta sẽ tính điểm long sau, hoặc là chuyển sang trạng thái yếu dần thì chúng ta tính điểm short. Còn hiện tại thì tôi nghĩ là trước mắt là chúng ta đóng lại các cái vị thế cũ. Đấy, và tập trung theo dõi cái tín hiệu tiếp theo từ cả VN Index lẫn chỉ số phái sinh.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ một số cái mã cổ phiếu. Thực ra trong giai đoạn này thì tôi thích hơn cái việc chúng ta tập trung quản trị danh mục đầu tư của chúng ta. Thực ra từ những cái phiên trở lại đây, trong cả các cái video khuyến nghị tư vấn cuối ngày hay như là trong các cái buổi live stream buổi sáng trên kênh VPS, fanpage của VPS và Bát Mạch Thị Trường, thì thực sự tôi cũng khuyến nghị là bây giờ chúng ta cũng phải quản trị các cổ phiếu của chúng ta thôi. Tại vì là thị trường bắt đầu diễn biến ở trạng thái phân hóa mạnh, có một số cổ phiếu vẫn đi lên đấy, nhưng đã có một số cổ phiếu bắt đầu bị gãy các đường MA5, gãy đường MA20, thì chúng ta sẽ phải chủ động đấy, có những cái cổ phiếu nào bị vi phạm là chúng ta phải bán sớm đấy, tránh trường hợp là khi chúng ta không bán thì thị trường đi lên nhưng cổ phiếu chúng ta giảm, đến khi hôm nay thị trường chỉ số chung giảm, cổ phiếu chúng ta giảm tiếp, thì cái việc này sẽ khiến cho chúng ta đáng nhẽ chỉ mất ít 2-3% nếu chúng ta hành động sớm, tự nhiên thành ra mất thành 4, 5, thậm chí 5-7%. Đấy thì anh chị lưu ý. Còn bây giờ tôi sẽ ưu tiên cái việc quản trị và theo dõi, tại vì thực ra với cái sức mạnh thị trường chung yếu dần và sức mạnh viên 30 chờ xác nhận thì rất là khó để chúng ta có thể tìm được các cái vị thế mua vào để đạt hiệu quả cao. Thì chúng ta có thể là chúng ta nhìn thấy bây giờ trên các cái công cụ khuyến nghị thì còn những cái chiến lược mà còn khuyến nghị và còn cái xác suất vòng tròn xác suất màu xanh, tức là có vẻ cái hiệu suất đang 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 tốt hơn thị trường chung, mặc dù thị trường chung bây giờ điều chỉnh thì tốt hơn có thể chỉ là đi ngang thôi đấy, nhưng ít ra là tốt hơn thì nó đang nằm ở cái nhóm nền giá tích lũy ổn định. Nên tại sao những cái ngày gần đây tôi cũng khuyên là nếu mà anh chị có định tìm cái điểm mua trong thời điểm hiện tại, nhất là đây là cái kinh nghiệm thôi, tức là khi mà anh chị nhìn thấy là cái thống kê đường thống kê lên xác suất lên quanh vùng 90% đấy, và thanh khoản bắt đầu dòng tiền mua bắt đầu hụt đi, thì chúng ta ưu tiên là thứ nhất là quản trị danh mục đầu tư, thứ hai là nếu có mua thì nên chọn những cổ phiếu có nền giá tích lũy ổn định đấy, kết hợp với xu hướng động lượng và xu hướng giá, thì may ra nếu mà thị trường có cái biến động ngược thì chúng ta sẽ kiểm soát rủi ro dễ dàng hơn đấy, chứ còn nếu mà chúng ta mua đuổi, ví dụ như một số các anh chị đấy, mặc dù là SSI giai đoạn trước rất là khỏe đấy, nhưng nếu mà chúng ta vẫn cứ theo đuổi các cái con sóng thì đấy đấy là cái rủi ro trên thị trường cơ sở, rủi ro T2.5 đấy, nhiều khi chúng ta mua xong hàng chưa kịp về chúng ta rất là khó xử lý đấy, nên các anh chị lưu ý là trong quá trình mà chúng ta ra quyết định mua thì nên, nhất là những cái giai đoạn mà chúng ta đường thống kê xác suất đã lên 90% và khi mà chúng ta quan sát thấy dòng tiền thanh khoản bắt đầu hụt hơi đấy, thanh khoản có những cái phiên hụt hơi như vậy thì chúng ta hạn chế mua đuổi những cái cổ phiếu lên nhiều, tại vì cái việc kiểm soát rủi ro rất là khó. Rồi chúng ta sẽ xem một số các cái cổ phiếu trong cái danh mục nền giá tích lũy ổn định, xem là bây giờ ở cái chiều mua thì thực ra cũng rất là hạn chế thôi đấy, bởi vì ở giai đoạn này nhưng nhiều khi là có một số các anh chị đã kịp thoát hết cổ phiếu đấy, bây giờ tỷ trọng cầm tiền mặt 100%, thế nhiều khi là bây giờ chúng ta biết là thị trường có thể là với một cái đà tăng như giai đoạn vừa rồi cũng rất là khỏe thì có thể chỉnh xong, có thể không, VN Index không tạo đáy thành công ở 1125, nhưng nếu mà lùi về đến 1111 tương đương với đường MA20 thì rất có thể sẽ bật hồi trở lại cái khu vực đỉnh cũ quanh quanh 1140, thì khi đấy chúng ta cũng có thể tận dụng cái nhịp đó để chúng ta kiếm lợi nhuận đấy. Tuy nhiên là chúng ta cần phải xem là những cổ phiếu nào để chúng ta có sự chuẩn bị trước, thì tôi vẫn ưu tiên trong giai đoạn này vẫn ưu tiên những cái cổ phiếu trong nền giá tích lũy ổn định để chúng ta kiểm soát rủi ro đấy, thì chúng ta có thể là nếu chưa có một tí cổ phiếu nào thì tập trung vào những cổ phiếu này và chúng ta phân bổ cái tỷ trọng khoảng 20, giờ này thì chắc là 20 đến 30% thôi. Chúng ta sẽ đi từng cổ phiếu xem là nó có cái điểm mua đẹp hay không. Ví dụ VGT. VGT thì tôi nghĩ rằng là chưa vội ngay. VGT bây giờ chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay lùi xuống rồi là động lượng lại đảo chiều, như vậy có thể cổ phiếu này cần tích lũy thêm đấy, hoặc là điều chỉnh xuống. Ê, chúng ta nếu mà chúng ta định đang cầm tiền mặt sẵn sàng thì chúng ta cứ theo dõi thôi, chưa cần phải vội ngay đấy, đối với cả VGT. Trường hợp tiếp là trường hợp ANV. ANV thì tôi nghĩ đẹp hơn đấy, ngày hôm nay thì cũng điều chỉnh theo thị trường chung thì không tránh khỏi đấy, nhưng động lượng nó vẫn ở cái xu thế tăng dần, thế thì có thể đấy, cổ phiếu này nếu mà ngày mai nhúng về quanh cái khu vực 35 đấy, và đặc biệt là không thủng vùng 345 thì chúng ta có thể cân nhắc đấy, cân nhắc mua nếu mà
thích đầu tư có một cái tỷ trọng cổ phiếu thì có thể cân nhắc cổ phiếu này. Đấy thì có thể mua ở khu vực tôi nghĩ là sẽ quanh khu vực khoảng 35. Đấy, và cắt lỗ ngắn hạn chúng ta sẽ để ở khu vực 34.3. Nếu gãy 34.3 thì chúng ta sẽ phải cắt lỗ ngắn hạn. Còn nếu mà không gãy 34.3 thì chúng ta kỳ vọng là nhịp này chỉnh sau. Đấy, ANV cũng là một cái cổ phiếu trong có cái nền giá tích lũy rất là tốt. Đấy, và giai đoạn gần đây có vẻ cũng đang khá khỏe thì chúng ta kỳ vọng là sẽ lên cái vùng mục tiêu 39. Như vậy là VGT là một cái trường hợp, à trường hợp ANV là trường hợp có thể xem xét này. VTP, VTP thì tôi thấy là chưa vội ngay. Đấy cũng đang có tín hiệu động lượng giảm dần. Đấy trước đấy nếu mà chúng ta đã mua rồi thì chúng ta cứ duy trì chặn dưới khu vực 39 thôi, gãy 39 thì phải bán. Đấy còn mua thêm thì tôi nghĩ phải chờ tín hiệu động lượng cải thiện. Đấy và cổ phiếu không gãy cái vùng 39 thì chúng ta mới cân nhắc. Như vậy chúng ta theo dõi thêm. BIDV. BIDV thì tôi nghĩ cũng chưa cần vội, tại vì BIDV giai đoạn vừa rồi có cái xu thế trung hạn không tích cực khi mà đường 20 nằm dưới đường MA 100. Đấy, mặc dù bây giờ giá lên trên đường MA 100 nhưng với đường 20 nằm trên dưới đường MA 100 thì cổ phiếu rất là khó vượt xa khỏi đường MA 100. Đấy, và bây giờ kết hợp với động lượng đảo chiều giảm dần như thế này thì có thể cổ phiếu sẽ cần đi ngang hoặc là điều chỉnh, để có tóm lại là chúng ta chưa có điểm mua đối với BIDV nên chúng ta theo dõi thêm. Bình Sơn. Bình Sơn thì cũng không điều chỉnh nhiều đấy, bởi vì nó đang trong vùng tích lũy. Đấy anh chị thấy là khi chúng ta mua những cái cổ phiếu trong vùng tích lũy, kể cả nó không lên đấy, nhưng chẳng may thị trường có đảo chiều thì nó không bị xuống nhiều đấy, nhưng mà bây giờ điểm mua mới thì tôi nghĩ cũng chưa nên, bởi vì là động lượng vẫn đang giảm dần như thế này thì có thể cổ phiếu sẽ tiếp tục tích lũy hoặc là điều chỉnh nên chúng ta cũng chưa cần vội. Trường hợp cuối cùng trong danh mục là CTD. CTD thì tôi nghĩ cũng vậy, mặc dù là có vùng tích lũy nhưng động lượng cũng đang giảm dần, như vậy có thể là đi ngang thêm hoặc là tích lũy điều chỉnh thêm thì chúng ta cũng chưa cần vội ngay. Đấy, như vậy là rõ ràng là chúng ta cũng vừa điểm qua những cái cổ phiếu trong cái danh mục nền giá tích lũy ổn định, thì thực ra có mỗi trường hợp ANV có thể xem xét. Đấy, còn lại các cái trường hợp khác cũng chưa có được cái điểm mua lý tưởng ngay. Đấy, ngoài ra cái việc mà quản trị danh mục thì tôi vẫn khuyến nghị rồi, các anh chị không cần phải phải từng mã cổ phiếu cứ đưa ra các đường MA5 và đường MA20. Vi phạm cổ phiếu đã lên nhiều, vi phạm đường MA5 bán, cổ phiếu chưa lên nhiều trong vùng tích lũy, vi phạm đường MA20 cũng bán. Đấy thì tôi nghĩ là cái việc quản trị rủi ro sẽ là yếu tố đặt lên hàng đầu trong thời điểm hiện tại. Nếu mà đã quản trị rủi ro tốt rồi, các cổ phiếu đã gọn gàng, cái gì cần bán, cái gì đang ổn định vẫn giữ và chưa vi phạm chặn dưới, chúng ta có thể giữ tiếp. Và nếu mà tỷ trọng cổ phiếu chưa có, đấy thì có thể cân nhắc trường hợp như ANV, hoặc là chờ một hai phiên nữa khi thị trường điều chỉnh xong, cũng có thể là điều chỉnh sâu thì có lại thể là cái cơ hội chúng ta gom giá rẻ. Đấy, ví dụ như các cái cổ phiếu khỏe trong giai đoạn vừa rồi lại lùi về những cái đường MA 20 hoặc là đường MA 100 thì lúc đấy chúng ta sẽ tính cái điểm mua ở những cái video cuối tuần, thì tôi sẽ theo dõi thêm ít nhất là cái phiên ngày mai nữa, sau đó thì chúng ta sẽ có những cái chia sẻ với nhau. Thế thì hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi của tôi sẽ hỗ trợ được cho anh chị và các bạn trong quá trình ra quyết định. Thế nếu các anh chị và các bạn vẫn gặp khó khăn, có thể liên hệ mở tài khoản với ID 4088 của eBroker để tham gia các cái nhóm tư vấn trong phiên dịch chúng tôi. Đấy, ngoài ra nếu các anh chị và các bạn thấy video tôi vừa chia sẻ là hữu ích thì có thể like, share, đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Thêm một lần nữa cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo của Đầu tư từ đầu.